Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng làm sao mà ví dụ có một cái bảng đúng không? Cái bảng này làm sao mà để nó thẳng lên ấy. Đây thì chúng ta chỉ thấy nó có thể là nằm nằm ở phía này thôi, ở dưới mặt đất hoặc là ở phía phía trước này thôi. Mà trong khi người ta vào ngôi nhà ấy, người ta muốn nhìn thấy cái tấm biển này nó dựng lên ngay. Tức là mới vào cửa một phát thì có thể là sẽ thấy cái biển mình ghi là có tặng sao tặng tin luôn. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn phần vào kho đồ cửa hàng nội thất, bạn là không không cần phải mua cái chân này đâu đấy, để nghiêng nghiêng đây này, đây bạn chỉ cần là để nghiêng ấy cho mình. Cửa hàng nội thất làm hai cái nữa đi. Bây giờ để nó nghiêng như này đúng không? Vậy làm sao mà để cái tấm tấm này nó gần gần đây luôn? Tiến vào kho đồ hoặc là sau khi như thế này không cần cho tấm thả vào được, mà cứ thế rút thôi. Đây mình có thể ít cái đây thì sẽ đưa khối ra này, đưa khối ra mà đến cái vị trí mà mình cần cần đưa lên. Ở đây thì mình cũng có thể đưa cái bảng lên cao nữa, nếu muốn cái bảng lên cao nữa đúng không, thì khi mình lấy được cái góc như thế này thì mình ấn vào kho đồ này, vào về cái tấm thảm này, tấm thảm bất kỳ đó, sau đó mình có thể là ấn vào bất cứ cái gì các bạn muốn đặt được. Đấy, ở đây thì mình đã được một cái vị trí đặt rất là đẹp đúng không. Sau đó thì mình sẽ ít cái chân này đi, tức là mình sẽ không mua cái tấm thép ở trong cửa hàng đâu. Đó, bây giờ mình sẽ ít ra này. Và đây mình cảm thấy là liệu cái này nó đã viết được chưa? Đấy, nó có chữ viết ở trên này này. Các bạn có thể là nhập cái nội dung là tùy, đây là cái lời của các bạn viết thì dừng viết, đăng ký chẳng hạn. Đăng ký kênh YouTube chẳng hạn, YouTube, TikTok, VKN chẳng hạn, đây đấy đúng không, YouTube, TikTok này. Đây muốn nó ở một dòng, YouTube với TikTok ở một dòng thì các bạn cứ sử dụng cách thôi này. Đấy, YouTube, TikTok này. Bây giờ muốn cái chữ TikTok nó ở một cảnh, một dòng nữa thì người ta sẽ nhìn hơn ấy. Cách 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 ra cho mình một chút hoặc là lưu, khi nào thấy nó được thì thôi. Đó. Xong chữ YouTube này lên dịch ra một chút xem nào. Đây là do mình chỉnh sửa cái chỗ text thôi nha, chỗ vi tiền này có thể là đưa nó rộng ra một chút. Đấy, bây giờ có thể là được như này rồi nhá. Có thể là đổi màu chữ cho nó, màu chữ thì cũng giá rất là rẻ thôi. Nhưng mình thích cái màu đỏ hơn bởi vì người ta là dễ nhìn đó. Bây giờ sau khi mình cảm thấy nhá, đi từ ngoài nhà vào đúng không? Sau khi các bạn có thể là kêu gọi thả tim, thả sao gì đấy, rất là đơn giản khi mà lấy góc như này. Đây thì mình cũng tiện thể hướng dẫn các bạn xây dựng trên mặt nước thôi. Chỉnh sửa mình sẽ lấy cái tấm thảm này ra nhá, bởi vì mình nghèo mà không có nhiều nhiều cái kinh phí để mà xây dựng đâu. Giả sử bây giờ mình muốn đưa cái bể cá này nó lên cái bên trên chẳng hạn, mình đang nghiên cứu làm sao mà đưa được cái bể cá này đưa lên trên một chút nữa, thì muốn đưa được bể cá này lên thì các bạn dịch cái này ra thôi, nó kho đồ này, ấn vào cửa hàng nội thất các bạn tùy đâu chọn một chân cũng được, hoặc là bạn dùng khối cũng được, nhưng mình thích dùng chân hơn bởi vì nó rất là dài, nó không phải xếp khối lâu đấy, dùng chân này nó dài, nó hai khối nó không phải một khối. Ở đây các bạn có thể sử dụng khối được, đây khối thì rất là bình thường, nhưng mà được cái là mình muốn nó nhấp nhô ở trên mặt nước. Ở đây thì mình hướng dẫn các bạn để thẳng nó nhấp nhô luôn. Đây mình sẽ đưa hai tấm thảm ở dưới này. Đây.
mình cứ đưa cái tấm thảm mà từ dưới lên trên nhé. Nó ở đây thì cái tấm thảm nó lúc ẩn lúc hiện này, bạn thấy không? Cái tấm thảm ở dưới là nó cũng lúc ẩn lúc hiện rồi. Bây giờ mình sẽ đưa cái khối lên, sợ một lát nữa mình không lấy được cái tấm thảm ra, mình sẽ dùng cái tấm thảm màu đỏ này nhé, sẽ dịch nó ra một chút, một lát nữa mình còn phải rút cái tấm thảm ra nữa. Đây là đưa bể cá lên trên, đây là cách xây dựng ở trên mặt nước này. Đây mình đưa bể cá lên trên thì nó nhìn nó bằng cái đáy, nó sẽ đẹp hơn, mọi người có thể là nhìn thấy cái đáy của bể cá được. Bây giờ chúng ta nghèo đúng không, chúng ta nghèo thì không, không có tiền để rút cái chân cái ra thì chúng ta nhảy xuống dưới này, sử dụng hai ngón tay run nó nhỏ lại, sau đó ấn xuống phía dưới, sau đó chọn vào cái tấm thảm này. Đây mình sẽ đi gần lại cái tấm thảm mà kéo nó lên phía trên. Lúc nào các bạn chọn được cái tấm thảm thì thôi, đây mình sẽ lấy góc vẫn chưa lấy rút được tấm thảm ra. Đây bê xuống, đi tận xuống dưới đáy đi, nằm xuống dưới đáy hồ đi đó, để đi sát luôn dí vào tấm thảm luôn. Đây đấy, đứng vào tấm thảm đi thì chúng ta mới chọn cái tấm thảm, sau đó bạn thu hồi. Đây các bạn có thể bơi được dưới dưới gầm nha. Ở đây thì bơi dưới gầm thì lúc mà còn còn con nhân vật mà lúc không sửa thì cũng bơi được dưới gầm. Đây còn một khoảng không thì chúng ta có thể xây một cái hòn đá giá bao nhiêu tiền đấy. Đây mình cũng sẽ thử thử góc này mình có khả năng đặt được cái thêm cái bể cá nữa không. Giờ cái góc này không, có thể đặt được bể cá nữa, nên xây dựng nó trên mặt nước giống như cái kia đi, thì đơn giản mình đang đem phối hộp ra mà chúng ta xây như nãy. Đây thì mình tạm thời mình đặt cái bể này ra đây, mình cũng không có nhiều cá đẹp đấy, trong này toàn thấy con cá nhỏ thôi, cho nên mình không không có xây nữa, mình có xây mỗi cái bể cá lớn ở kia thôi. Đây mình có thể là để, tức là để chỗ phần trống ấy, để sau này mình xây dựng sau. Đây mình có thể chặn lại như này được, là để sau này mình sẽ xây dựng tiếp theo. Ở đây thì khi câu cá bạn đứng đây cũng được, bạn giải một số thảm ở trên mặt nước cũng được. Đây thì những hướng dẫn các bạn giải thảm ở trên mặt nước luôn, kho đồ thì ấn vào đấy, tùy các bạn giải cao giải thấp mình giải nó kiểu nhấp nhô như nãy được. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhảy giải nhấp nhô, ví dụ có một cái tấm thảm tốt, có một cái tấm thảm rất là tốt đi là nó đẹp đẹp, nhìn nó đẹp. Đây bây giờ xây ra giữa lòng hồ luôn, có thể là xây dịch ra được chút ấn kho đồ vẫn là như như đại thôi. Sử dụng hai cái tấm thảm này đây và như này thôi. Bây giờ chúng ta cứ gọi là kiểu lấy tấm dưới cho lên tấm trên, cứ như vậy thì nó dịch được một lát thì nó sẽ lên được mặt nước. Đây nó đã nổi rồi này, cái đưa cái tấm này lên phía trên này này, tôi muốn nó nổi nổi kỹ luôn, nó nổi kỹ luôn thì chúng ta cứ xịt lên thôi mà nó bằng cái mặt nước luôn nhé. Ở đây thì mình sẽ xuống dưới mặt nước, mình sẽ zoom nhỏ lại và mình muốn lấy được cái tấm băng ở dưới này. Đây đây nó khó này, nếu mà trong trường hợp các bạn không lấy được cái tấm băng này thì nếu mà có một cái tấm thảm riêng phát hiện thôi ấy, nếu mà trường hợp mà không thể lấy được ở phía bên dưới, chúng ta ấn vào nội thất này, nội thất đã lắp đặt ấy. Đây này, cái hình thứ hai từ dưới lên nội thất đã lắp đặt này, chúng ta hãy lướt xem, chọn xem cái băng ở đâu, cái tấm thảm băng ở đâu đây đó, sau đó lấy lại, đã lấy lại được cái tấm thảm băng phía bên dưới không. Tại sao mình không lấy như nãy, bởi vì là cái tấm thảm này nó còn mình xây, các bạn có thể lấy trên nóc nhà cũng có đồng màu, nếu mà nó khác màu thì mình sẽ dễ chọn hơn. Đây ở đây thì tấm thảm nó cũng bị nhấp nhô nữa,
Chính như vậy chúng ta có thể phát triển cái tấm thảm ở phía bên cạnh được. Đây, mong muốn là mấy bạn kia đến câu cá đứng trên thảm chẳng hạn, cho làm một hai cái thảm ở phía bên trên này. Đây, câu cá thì họ họ đứng ở trên tấm thảm này họ câu. Đây, muốn dịch cái này ra nhé, dịch cái này ra giữa được. Mà đứng ở xếp gì gì đấy được thì chúng ta dịch cái tấm thảm ra luôn và nó khó đúng. Đưa hai con cá nó quay mặt với nhau đây. Như này thì chúng ta đã được một tấm thảm. Nếu muốn xây dựng tiếp theo thì có thể xây sang cái bên được. Nếu mà bạn mua có nhiều thảm thì có thể xây xây sang phía bên cạnh được. Ở đây đây thì xây xong hai tấm thảm rồi đấy. Nếu kho lưu trữ bạn có thể xây thủy, bạn có thể xây cây nó nhấp nhô ở trên mặt nước, nhưng mà dường như là cây nó không không dễ nhìn, cái cây nó nhỏ quá. Cây thì bạn có thể thấy là mình có thể là đặt cái bàn bất cứ gì lên cái tấm thảm này được. Đặt bàn đặt giống như là các bạn ra ngoài ngoài bể bể uống nước chẳng hạn, hoặc bơi gì đấy, là một cái hòn đá này trong cửa hàng, có thể mua những cái phần trang trí trong cửa hàng rất nhiều. Đây là phần nhà này đấy. Trong này thì mình thấy có một cái đẹp nhất đó là cái cụm hòn hòn lâm mộ ấy. Giống giống như là ở cái mặt nước thì mọi người ở trong đây này. Có lẽ là nó ở đây mọi người lại thích sử dụng những cái hoa này, những cái chậu cây khá đẹp. Ở đây có thêm một chậu cây mới này. Thấy các bạn cái trang trí một cái trang trí rất là đẹp ấy. Có cái tảng đá thì như 12, 13 nghìn gì ấy. Chắc nó ở đâu đây tìm thì dễ thôi, nhưng mà nó để một loạt ra thì sắp xếp mình sẽ dễ hơn. Giường này, ghế này, chắc là cái đấy ở khu bể bơi. Đây, đây, cái tảng đá này này các bạn có thể thấy. Đây, xây trên mặt nước rồi nha. Đây, xây trên mặt nước ở đây. Các bạn có thể mở đèn led và đèn nháy ở dưới này. Đây, cái này thì 11.000 thì mình đủ tiền đấy, đủ tiền để mua thôi. Đây mình kể cả mình cho nó lên cao cũng được, sau đó mình đưa một số cái hiệu ứng luôn xuống phía dưới. Đây thì mình chưa có điều kiện để mình xây, mình đang muốn là xây lên một cái tháp ở phía bên trên như cái clip trước. Đây mình xây gọi là mình sẽ đưa được hai cái tấm biển lên trên mặt nước, thêm một trong cái hướng dẫn khá đơn giản. Còn các bạn muốn xây bây giờ nó có cái mây này rất tiện, mây này nó để di chuyển được đấy, di chuyển lên cao được, cao nữa có lẽ cũng được đấy, thấy không? Cái mây này sau này mình nghĩ là nó cũng sẽ có tác dụng, đó là xây ở sự phía dưới thấp, giả sử như các bạn đứng ở phía trên cao mà không xây được xuống dưới, giả sử như đứng ở trên cao nhé. Nên mình thử lên trên này đi, mới có trèo được lên phía trên không? À được này đấy, mình muốn lấy cái điểm tựa từ phía trên này có thể hạ này dùng được. Mình nghĩ là cái này nó cũng hạ hạ xuống được đấy. Con người đứng trên cao nó chỉ hạ xuống đến mặt đất, đất thôi, nó không bay được như thế này. Đây nó chỉ bay là ngay dưới đất. Đây nó chỉ bay ở ngay trên đầu một chút thôi. Đây mình có điểm tựa phía bên dưới thì tốt hơn. Điểm tựa trên đầu thì mình có thể xây cao lên được. Mình muốn xây bên dưới, giả sử bây giờ muốn xây bên dưới thì chỉ có cách đó là chỉ có cách nó giải thảm
dạy tấm thảm thôi. Đây thì đây cái tấm này khá đẹp, nó có hiệu ứng đám mây tuyết thì nó thấy rơi xuống. Bây giờ mình muốn cho nó cao lên, đấy, nó kho đồ này, kho lưu trữ này. Đấy, nó cửa hàng thất mình có thể là sử dụng cái chân đi, cái chân nó rất cao, muốn lên cao thêm chút nữa thì vẫn không. Cửa hàng nội thất lưu thêm cái chân nhỏ nhỏ này. Sau đó mình sẽ dịch cái này ra nhá, dịch cái tấm mây này ra. Đây mình muốn đặt đúng chỗ thôi, mình sẽ sử dụng cái tấm thảm ở phía bên trên ấy. Đây sau khi mình tải được cái tấm thảm ở phía bên trên mà nó phù hợp với cái địa điểm mà mình cần nhé, phù hợp với địa điểm mình. Mà có thể dịch cái chân này ra trái ra phải được. Đấy đây dịch cái chân ra để mình xếp cái đám mây ở phía bên trên. Đấy, bây giờ mình có thể rút chân ra được, mình sẽ không mua những cái chân kia nữa, để đưa cái tấm mây này lên phía trên thôi. Đây nó có khả năng nó sẽ cao luôn. Thế không biết là tuyết nó rơi xuống phía dưới không? Đấy, hiệu ứng nó chỉ ở ngay phía trên một chút thôi, thì nó không rơi liên tục cho nên mình không biết. Đây tạm thời mình sẽ để xuống thấp thêm một chút nữa nhé, sợ người mình đứng dưới này không không thể hiệu ứng cái đám tuyết rơi ấy. Giờ mình có thể là đưa thấp xuống được bằng cách là đưa một cái tấm này ở phía bên trên này, và một kho đồ đưa vào một cái tấm thảm phía dưới. Mình x ra này, sử dụng cái tấm thảm sau đưa cái đám mây xuống dưới này. Đây thì nó đã cao ngay trên đầu một chút. Khi này thì chúng ta sẽ rút cái chân dưới ra, rút cái tấm thảm ra, vì vậy thì chúng ta sẽ được ngay cái đám mây ở ngay trên đầu, nên gọi là có hiệu ứng cái rơi một chút. Còn về phía xây trên cao thì chắc chắn là các bạn phải có nhiều cái thủ thuật hơn rồi. Ở đây thì mình sẽ xây cả phía cao nữa nha. Đây ở đây mình đang xây lỗi này, thì cái phía như cái clip trước mà mình muốn xây trên cao thì là đã có một cái clip ở đây rồi. Đây tấm thảm ở đây. Và bây giờ mình sẽ quay lại nhé. Do là mình đặt một cái tấm trượt ở đấy cho nên là nó sẽ bị rơi rớt. Bây giờ mình sẽ đi lên lại, thì cái cầu thang này mình chưa xây dựng xong, mình xây nó thấp này rồi. Đây là nó vẫn còn bị lỗi, bị hỏng lại một nhịp ở chỗ này, mình chưa căn chỉnh nó gọi là chính xác. Sau khi ra đến, ví dụ nó bị trượt quá thì ra đến đây là mình đã phải sử dụng ấn vào nút dừng lại rồi, thì khi đó mình ở trên này thì nó sẽ không không bị dừng. Đây đúng không, đây mình ấn nút kho lưu trữ này. Mình muốn xây cái gì ở phía dưới để phát triển lên phía trên, giả sử như mình đang muốn là xây cái ống nước này lên cao bằng phía trên đúng không, thì mình căn chỉnh như này. Và đấy thì ở cái clip trước phần cuối thì mình đã thả cái phao ở dưới rồi đấy, thả cái tấm thảm ở phía dưới rồi. Bây muốn nó phát triển lên cao ngay gần đấy luôn thì nó cửa hàng nội thất, nó phần tấm thảm này là chúng ta sử dụng chân nữa. Đây thì sử dụng chân như này thôi, nó quay làm sao nó cân nhất này. Đấy chân mình nó đang bị lệch thì mình sẽ dịch về hướng lên một chút. Đây là bắt đầu mình sẽ đưa cái chân ra này, đấy đưa chân ra để khớp cái phía dưới đúng không, mà thấy không cái chân này nó hơi cao này, một khớp ở cái phía dưới thì sẽ sử dụng cái chân thấp hơn. Đây chúng ta sẽ lấy một chân thấp hơn. Đây các bạn thấy không, bây giờ mình sẽ xem đây, mình sẽ phóng to lên sử dụng hai ngón tay đó, nó chưa khớp nhau mình sẽ đưa vào khớp nhau, về cái nào là cao hơn đấy, về cái nào cao hơn cái nào thấp hơn thì mình sẽ sử dụng cái phương pháp đó là đổi tấm thảm thôi. Ở đây thì mình sẽ sử dụng phương pháp đổi tấm thảm,
bằng cách ấn vào cửa hàng nội thất, ấn vào tấm thảm, ấn vào phần trang trí nhá. Ấn tấm thảm, mình thấy cái tấm thảm này, tấm thảm giấy nhé. Đây. Sau khi đến phần này thì mình sẽ đem đem cái ống nước của mình ra ướm. Đấy, bạn thấy không? Bây giờ hiện tại thì ướm thì đã vừa rồi. Đây. Ướm cái tấm thảm kia thì đã vừa rồi. Đây, nó vừa trượt xuống đến chỗ này luôn. Và khi này thì các bạn muốn xây tiếp ấy. Xây tiếp thì cũng như thế thôi. Và bây giờ mình sẽ rút rút chân ra này. Giả sử như mình đang bị mất tấm thảm nhé, giả sử bây giờ mình rút hết tấm thảm ra đúng không, đang bị mất hết cái tấm thảm này này thì mình không muốn không xây tiếp nữa thì mình sẽ nhảy xuống này, nó có lưu chữ này, trong khi chuẩn bị nhảy đấy, mình đã biết là cái tấm thảm ở đâu rồi, mình sẽ ấn vào này đấy, ấn vào tấm thảm cho mình gắn ít ra đấy, mình muốn xây được tiếp thì cũng y như bước nãy thôi, và quay lại cái vị trí cũ, quay lại vị trí cũ mà các bạn ấn ấy thì khéo, các bạn làm khéo thì nó không rơi được, chứ còn làm kiểu ẩu ẩu một chút là bị rơi ngay thì là phải lên lại sẽ tốn thời gian thôi. Đây bây giờ nó đang trượt này, mình tiếp tục trượt này, đấy đang đón đầu này, nó trượt này, trượt ra này, nó đến đoạn này thì mình phải ấn vào sửa ngay, chỉnh sửa ngay, và mình xem liệu nó nhảy đến không. Đấy, thấy chưa, nhảy đến này, và mình có thể đứng trên đấy xây dựng hoặc là đứng ở dưới này xây dựng được, như mình nghĩ là đứng ở trên kia xây dựng nó sẽ tốt hơn, và cứ căn chỉnh cái tấm thảm đi lên đi xuống thì đã chỉnh sửa rất là tốt luôn. Vậy còn có thể là ấn kho đồ đưa một số thứ lên nếu các bạn muốn xây từ đây đi lên đấy thì cũng đơn giản thôi, nhưng mà nó sẽ mất mất thời gian một chút. Giả sử chúng ta sẽ sử dụng cái thang này, đây cái thang để di chuyển này. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển lên ở phía trên nhá, muốn lên muốn đi chuẩn cái kia thì cứ sự thang thôi, đúng không? Cửa hàng nội thất này, ấn cái thang này, lỡ mà nó bị rơi ấy, không biết làm cách nào thì cứ dùng cái thang đi mình. Đây, ấn X ra ngoài. Nếu mà chỗ này không lên được thì mình cứ phải làm cách nào đấy lên được, chẳng hạn đem ra cái bàn đi chẳng hạn. Đây, đứng lên cái bàn ở gần đâu đấy đi. Rồi ấn kho đồ đi. Rồi ấn một cái tấm thảm, thảm ở ngay gần chân này chẳng hạn. Đấy. Muốn lên đoạn này thì cũng đơn giản thôi, nếu bạn ấn vào chỉnh sửa lại cái này thôi, nếu không được thì chỉnh sửa cái chân này thôi. Đấy, bây giờ đưa con nhân vật nó nhảy lên thôi, nhảy lên thì sẽ lên được thôi. Đấy, khi lên được đến đây thì mình không cần sửa nữa, mình lại ít kiến ấn kho đồ, ấn cửa hàng nội thất, xây lên cái cầu trượt lên đây thì mình chưa xây xong. Nói chung là đây mình xây tạm hướng dẫn các bạn thôi, chứ còn mình cũng không kiểu đi câu không có nhiều kinh phí để mà xây tiếp, nên chỉ làm đến đây thôi, gọi là cái cơ cơ bản nhất là xây lên cao, xây xuống thấp, hoặc là làm cái cầu trượt xuống nữa. Giả sử như ở đây thì nó đang thừa này thì cũng làm y như nãy thôi. Đấy, bây giờ mình đang thiếu chân ở dưới này, cái chân này nó dịch sai này, đúng không? Đó, chân này nó dịch dịch sai này, thì mình cứ nâng lên, nâng dần lên. Giả sử như cái này nó thiếu, như là nó kho đồ, nó cửa hàng nội thất này, thêm một chân ngắn ngắn nữa thì các bạn đỡ phải đổi tấm thảm, đổi tấm thảm như này. Đó, đây, đỡ ăn quay lên. Khi này thì thấy nó gần tới rồi thì sẽ để sẽ dễ dàng hơn. Đấy, thấy nó hơi lệch chân tí, mình kéo chân nó ra rồi mình sẽ xây tiếp. Đấy,
bạn nhiều nhiều khi các bạn sử dụng phao thì cũng được thôi, mình không, mình nghèo mình không có phao, mình làm theo phương pháp truyền thống, cái nào dễ thực hiện nhất, mà cái nào có thể là mượn được trong kho đồ thì mình cũng mượn, cửa hàng nội thất này cũng phần trang trí này, đây cái tấm thảm mình đã thấy dày dày, mình hay dùng cái tấm thảm gọi là mượn, tấm này nó dày nó xếp lớp lên nó nhanh, cái nó kho đồ đây mình dịch lên sang mà mình cảm nhận nó cái gần gần khớp rồi. Đây mình sẽ bỏ hai chân đây, để dịch dần lên. Đây, nó kho đồ này. Đấy, mình dịch dần này, ví dụ đang ở cái phao dưới này. Đấy, nó khớp chưa? Quá khớp luôn, không lệch một ly nào luôn. Đây, sau khi nhảy được xuống tấm thảm ở phía dưới, mình cứ phát triển thế thôi. Hoặc là mình ở đây mình có thể là dịch cái tấm thảm ra, nhưng mà dịch cái tấm thảm trở xuống thì mình nghĩ là nó không không hay bằng dịch từ dưới trở lên. Đấy, dịch trở xuống thì nó lâu và nó cái chân này nó cao, thì mình nghĩ là làm cái phương pháp rơi xong rồi ấn luôn tấm thảm xong để chỉnh sửa xong thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đây mình sẽ kéo tấm thảm này xuống nhá, làm x đi, sẽ không mua, nó chạy ra x này, không mua. Đây là một số phương pháp xây ở trên cao mà mình hay sử dụng. Một lần nữa thì cũng rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi.